quay một vòng cho ta coi, quay một vòng, quay một vòng. Rồi, anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì. Dạ, thưa cha và toàn thể cộng đoàn, con tên là Du Xe Võ Đức Sĩ, con đến từ giáo xứ Cầu Kế của giáo phận Nha Trang này. Dạ, con sinh năm 1976, làm nghề tạo mẫu tóc ạ. Nghề gì? Tạo mẫu tóc. À, tạo mẫu tóc. À, nào anh tạo cho tôi cái đầu này, tôi làm lấy cái coi. Rồi, anh biết đi lòng chú thương xót như thế nào, biết giáo điểm tin mừng như thế nào, hôm nay anh đến đây để chia sẻ cho các bạn. Thưa cha, trước đây con có mấy lần đi vào với lòng chú thương xót và với cộng đoàn. Là chú ý con đến đây để cầu nguyện chung cho mọi người. Và mỗi lần như vậy là con đã mua máy về để con phân phát cho giáo xứ của con. Vì giáo xứ của con rất là nghèo. Nhưng cách đây mấy tháng là con vào đây để con xin cầu nguyện cho ba của con. Vì ba của con và ba mẹ đang định cư ở Mỹ mà có một căn bệnh rất là lạ. Mà thuốc men và bác sĩ của Mỹ phải bó tay đấy cha. Là ba con có một khối u gì trong đầu mà nó đau đớn hoàn hoại vô cùng. Mỹ một cái tối tăm như vậy mà tìm không ra căn bệnh. Và khi tụi con biết như vậy thì con có nhắn tin là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp cho ba con. Và sau 2 ngày phép lạ đã đến với ba con. Là trước đó một ngày ba con đi bác sĩ, là bác sĩ cho uống thuốc 10 ngày mà mới uống được có một ngày thôi thì ba con nổi đau chịu không nổi. Mỗi lần đau gì là ba con muốn chết không hả cha. Thì đêm đó ba đau quá, ba không biết nói gì là thôi, chú ơi cứu con. Thì có một vệt sáng băng ngang qua thưa cha. Thì sau khi vệt sáng mấy phút thôi là ba con không còn đau nữa, giống như người bình thường. Và thông báo về cho Việt Nam tụi con biết. Thì con mới hỏi ba con, ủa cho ba xin kiểu gì mà hay quá vậy ba. Ba nói ba chỉ cần xin bằng một cái đức tin thật sự đó con, là ba mới được như vậy. Thưa cha, câu chuyện. Hallelujah. Các bạn dơ cao cái quạt lên mà những cuốn sách tâm tập săn nhờ mẹ đến với Chúa, các bạn dơ cao lên. Hallelujah! Hallelujah! Đây tôi gửi tặng cho tay tâm khung ảnh lòng chú thương xót. Tôi gửi tặng cho ba của bạn sang bên Mỹ nha, có dịp sang bên Mỹ. Hôm nay con có đưa ba mẹ con về với lòng chú thương xót. Và trước để tạ ơn Chúa và sau cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho ba con hết mình. Ba con có về luôn hả? Đâu không? Ở đây không? Vâng, thưa anh chị em, đây là một trường hợp rất là đặc biệt và một người con, một bạn trẻ làm mẫu tóc như thế này mà lại có lòng nhiệt thành đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Bạn ấy đã mua nhiều cái máy 300 bài giảng và đi phân phát cho anh chị em trong giáo xứ nghèo của mình. Vâng, chào ông tên là gì? Dạ, con là Du Xe Nguyễn Văn Kháng, năm nay 69 tuổi, đang ở bang Louisiana, thành phố New Orleans, cho bên Mỹ. Dạ. Vâng, con là chị. Dạ, thưa cha, con là Cecilia Trần Thị Mộng Thúy. Dạ, con 66 tuổi, con hỏi với đứa chồng con. Rồi, hai mẹ vừa mới rồi nghe đứa con đã nói về ơn lành Chúa ban cho anh chị. Hôm nay là anh chị đứng đây để làm chứng rõ hơn cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Rất là vui mừng vì anh chị đây là chứng nhân sống động để cho cả thế giới biết rằng là dù khoa học có tiến bộ, dù y khoa có tiến bộ văn minh cỡ nào đi nữa thì cũng không thể vượt qua khỏi quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì tất cả cũng đều là ở cõi đất mà thôi. Chỉ có đứng mà từ trời xuống mới có thể đem những liều thuốc mà chữa lành cho những con người khi mà thuốc men trần gian không làm gì được nữa. Đây là những món quà của lòng Chúa thương xót, quấn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Nhiệm vụ của anh chị là đi về Mỹ và gửi tặng những món quà này cho ông Tổng thống Trump. Lần từ lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, móc khóa lòng Chúa thương xót. Và chàng chú ý mình tôi Chúa lòng thương xót.
tất cả những món quà này xin được gửi tặng anh chị để đem về Mỹ. Nhiệm vụ là đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người, đặc biệt là những người ở bên đất Mỹ. Nhà con tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn. Còn